Khi mà nghĩ về các tông màu của Giáng sinh thì chúng mình sẽ nghĩ đến nào là đỏ này, xanh lá này, vàng này, trắng này, đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình cân nhắc rồi thì mình thấy là khi chúng mình đi chơi vào buổi tối thì màu trắng là cái màu mà sẽ khiến chúng mình nổi bật nhất, mà cũng kiểu dễ mua đồ, dễ mix đồ, dễ chọn tông make up luôn. Đấy, thế nên là năm nay mọi người có thể thử diện đồ trắng giống mình xem sao. Một trang phục màu trắng này, lông đó, nhìn rất là kiểu Christmas vibe đúng không? Kiểu tuyết á, bông tuyết đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ recommend cho mọi người một cái make up look. Người nhìn nè, một tông nude, tây, nâu. Điểm thêm một vài chi tiết màu trắng như thế này để match với cái bộ trang phục của mình và match với cả cái không khí Giáng sinh đó. Với những cái chi tiết như thế này thì mình đảm bảo là mọi người đi chơi Noel sẽ nổi bần bật luôn. Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của nhà iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay, như mọi người có thể nhìn thấy cái outfit của mình này, nhìn cái make up này, nhìn thấy cây thông Noel, nhìn thấy tất Giáng sinh, rồi cả một cái bếp lửa online như thế này nữa, thì mọi người cũng đoán được chủ đề của video ngày hôm nay rồi đúng không? Bọn mình sẽ cùng nhau làm một cái make up look để đi chơi đêm Giáng sinh nhé. Let's get started. Ở bước đầu tiên này thì mình sẽ sử dụng triệt sắc màu cam để có thể triệt cho vùng quầng thâm mắt. Hoặc là mọi người nếu như không có triệt sắc thì cũng có thể sử dụng son cũng được nhé. Sau khi đã tán đều triệt sắc thì mình sẽ sử dụng nền Make Up For Ever dòng HD Skin để cho bước nền. Có ai giống như mình không? Đó là mình hay sử dụng cái mặt sau của bảng mắt ấy để mình làm cái bảng nền luôn. Cọ nền mà mình sử dụng là cọ lông thú của nhà Kun. Thì khi mà sử dụng cọ nền mà chất lượng cao ấy thì mọi người sẽ có một cái lớp nền cực mịn, cực mỏng. Và khi mà lấy nền thì mọi người nhớ mít ra như mình nhá, chứ đừng dặm giống như là mút. Bởi vì là cách mà chúng mình mít nền ra thì chúng mình sẽ lấy được một lượng nền mỏng và đều, thì khi tán lên mặt sẽ hiệu quả hơn mà không hề bị dày nền. Trong mùa đông như thế này mà để tình trạng dày nền thì đi ra ngoài rất dễ bị khách khi nha. Sau khi đã đánh nền rồi thì mình sẽ sử dụng che khuyết điểm tông 1.5 của nhà The Same. Sử dụng cho phần mắt nha. Thường thì đối với vùng quầng thâm mắt mình sẽ sử dụng che khuyết điểm tông tối hơn một chút để che hiệu quả hơn. Theo quan điểm cá nhân, cảm nhận cá nhân của mình là như thế. Và ở khu vực cánh mũi thì tại vì là nó khá là có nhiều nếp gấp ý, cho nên là mình sẽ sử dụng cọ để mình tán thì mình thấy là hiệu quả hơn. Bởi vì cái lông cọ có thể đi sâu vào từng lỗ chân lông ở xung quanh khóe mũi của mình. Còn đối với vùng mắt thì mình sẽ sử dụng một cái mút nhỏ xíu như thế này và tán đều che khuyết điểm ra. Và như mọi người thấy thì với combo triệt sắc này, một lớp kem nền mỏng và một lớp kem che khuyết điểm thì hầu như là quầng thâm mắt của mình đã được xử lý rồi. Tiếp theo, sau khi mà đã hoàn thành bước nền rồi thì mình sẽ đến bước phủ phấn nhé. Ở đây thì mình dùng phấn phủ của nhà Laura Mercier. Cái này là mini size thôi, sẽ rất là dễ để chúng ta mang đi du lịch hay là cũng rất là nhỏ gọn để bỏ túi nếu như mà chúng mình cần mang đi để dặm lại. Mình sẽ cần một cây cọ nhỏ này. Lấy đều phần lên cọ, sau đó cọ nhỏ mình sẽ dùng cho vùng mõm mắt. Bởi vì mình đã đến tuổi bắt đầu có hơi nếp nhăn ở mắt rồi, cho nên là phấn sẽ rất dễ dàng đọng lại ở trên mắt của mình. Nên là mình phải thật phủ phấn để sẽ không tạo thành cái vết nền nó đọng ở khu vực dưới mắt của mình. Vùng nhỏ tiếp theo mình cần nó là vùng khóe mũi. Nếu như mà bạn nào mà hay bị rãnh cười á, nền bị đọng ở khu vực rãnh cười thì chúng mình cũng có thể dặm thêm vào đó nữa nha. Done. Còn đối với cả khuôn mặt thì mình sẽ cần một cái cây cọ phủ to hơn để tiết kiệm thời gian và công sức. Đó. Cây cọ này thì là cọ lông thú của nhà Kun. Cả cọ nền cũng thế. Hiện tại thì mình đang dùng cọ khá là hỗn hợp ấy, nhưng mà một trong những cái dòng cọ mà mình thích nhất là cọ lông thú của nhà Kun. Nó cực kỳ mềm, đặc biệt là cây cọ phủ và cây cọ nền. Thường ấy, đối với các loại cọ mà làm bằng nhựa tổng hợp chẳng hạn, cái lông làm bằng nhựa tổng hợp ấy, thì khi mọi người đánh nền bằng cọ nha thì nó sẽ tạo ra cái vết
sẽ tạo ra vệt khá là rõ ràng sau khi mọi người đánh nền, và mọi người sẽ cần phải dùng mút để dặm lại cho nó mượt ra. Thế nhưng mà đối với cái cọ lông thú này của nhà Kun ấy, thì khi mà đánh xong như mọi người thấy là mình không cần phải dùng mút để mình dặm lại cái nền nữa, bởi vì là đánh xong nó đã rất là mịn ở trên da rồi. Và cái cọ phủ lông thú to này thì cũng rất là mềm ở trên da. Và để có thể giữ được một cái make up look mà gọi là bền sau cả một đêm Noel nào mà chúng mình đã di chuyển ở ngoài này rồi vui chơi ăn uống này, thì sau bước nền chúng ta sẽ cần phải xịt khóa nền. Ở đây mình dùng xịt khóa nền Fix của nhà MAC. Ở đây là mini size nha. Nói chung là mình khá thích dùng mấy cái đồ mini size để mình có thể mang đi rất là dễ dàng ấy. Em khóa nền này của nhà MAC thì dùng rất thích. Thế nhưng mà nó có một nhược điểm là cái tia xịt của nó rất to ấy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Những cái vệt nước nó đậm trên mặt của mình nó khá là to, chứ nó không kiểu mịn như là phun sương như là xịt khoáng đâu. Nên là mọi người lưu ý nhé. Và để mình show cho mọi người cái lớp nền của mình sau khi mà đã hoàn thành bước đánh nền này, bước phủ phấn và xịt khóa nền nha. Mọi người thấy không? Nó rất là mịn đúng không? Và nhìn nó không bị quá là dày nền mà khuyết điểm của mình vẫn được che hết, đặc biệt là cái quầng thâm mắt này. Đó. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục bước tiếp theo, đó chính là lông mày. Thì ngày hôm nay mình muốn là cái lông mày của mình nó sẽ hơi dựng lên. Nó đang khá là trend cái lông mày dựng đấy. Thì dành cho những bạn nào mà cũng không có gel định hình lông mày giống mình, thì mình có một tip muốn mách cho mọi người, đó là thay vì dùng gel định hình lông mày, thì tất nhiên là nếu có thì nó cũng sẽ chuyên nghiệp và dễ dàng hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng đầu chuốt lông mày và keo dán mi nha. Tuy nhiên thì cái keo dán mi này nó sẽ khô nhanh hơn so với là gel định hình lông mày, cho nên là chúng mình sẽ phải thao tác thật là nhanh nhá. Đây mọi người nhìn này, mình sẽ bôi một lớp ở trên cái đầu chuốt lông mày này. Sau đó mình sẽ trải lên lông mày thôi. Mình sẽ dựng lên ở cái độ dựng mà mình mong muốn nha. Đầu tiên là mình sẽ trải hết một lượt lông mày này, sau đó thì mình sẽ dựng nó lên. Mọi người cố gắng là mình sẽ miết sát vào da để cho cái lông mày á nó sẽ được dính vào phần da của mình nha. Đây, mình sẽ để gần lại cho mọi người quan sát dễ hơn nè. Đó, mọi người thấy không? So sánh giữa hai bên này thì bên phải của mình đã rất là dựng rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tương tự với bên trái nhá. Sau khi đã trải hết một lượt lông mày rồi thì mình sẽ bắt đầu trải sát vào da để có thể định hình này. Và đây là lông mày của mình sau khi đã dùng keo để có thể định hình dựng ngược lên. Đó, thì bây giờ đối với những chỗ mà vẫn còn khoảng trống á, thì mình sẽ sử dụng một cái eyeliner rất rẻ, cái này mua ở Shopee. Em này là eyeliner của nhà Sweet Mint. Đó, mình có cả màu nâu và màu đen. Và cái eyeliner này nó rất là nhỏ, chuyên dùng để kẻ cái mi dưới á. Đây, để mình cho mọi người xem cái đường line của nó. Rất nhỏ luôn á, mọi người thấy không? Nhỏ xíu. Thì khi mà mình hoàn toàn có thể dùng để gẩy sợi lông mày lên, rất là tự nhiên. Và đây mọi người có thể nhìn so sánh giữa hai bên lông mày sau khi mà mình đã sử dụng cái bút kẻ mi dưới này để điền vào chỗ trống những sợi lông mày. Đó, bây giờ thì mình sẽ làm tương tự với bên còn lại nhé. Và đây là cặp lông mày của mình sau khi mà đã được thao tác dựng ngược lên để bắt đúng cái trend của mùa đông năm nay. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với phần mắt nha. Ở phần mắt thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bằng mắt của nhà Clio. Đó, bản này thì rất là nhẹ nhàng, toàn những màu neutral, rất là mọi người có thể dùng ở tất cả mọi dịp ý. Thì hôm nay mình sẽ muốn make tông nâu tây một chút, thì mình sẽ bắt đầu phần base với hai màu nhạt nhất này. Bước này thì khá là dễ thôi, mọi người chỉ cần dàn đều ra khu vực mắt này.
tán xung quanh khu vực bầu mắt nha. Và tại vì là chúng mình đi chơi vào buổi tối cho nên là chúng mình sẽ cần thật là bling bling bling. Ở phần mắt thì mình sẽ sử dụng khá là nhiều nhũ nha. Ở đây là một cái nhũ Moon Dust của nhà Sweet Mint. Đó, mình em này mua trên Shopee cũng rẻ lắm. Hoặc là mọi người cũng có thể dùng bất kỳ loại nhũ mắt nào mà mọi người có. Đặc biệt là đối với nhũ nha thì chúng mình tán bằng tay, hiệu ứng lên sẽ đẹp và tiệp hơn rất nhiều. Mình sẽ tán nhũ ra cả nửa đầu mắt trước luôn. Mọi người có thấy sự bling này không? Đó, tiếp theo mình sẽ tiếp tục sử dụng nhũ của bạn Cleo này. Mình sẽ dùng cọ. Đó, mình sẽ dùng cọ của Cleo tại vì đầu nó rất là nhỏ. Ở đây mọi người thấy là có 3 ô nhũ này, 3 ô nhũ lấp lánh. Thì mình sẽ sử dụng cái này là nhũ size nhỏ này, này là size vừa này, cái này là size lớn. Thì mình sẽ sử dụng size vừa và size lớn nhé. Trước khi sang bước tiếp theo thì với một cái mắt make khá là kỹ và nhiều phấn như thế này thì thường là sẽ bị
rơi phấn xuống khu vực gò má, thì nhiệm vụ của chúng mình chính là sử dụng cọ phủ phấn để phẩy hết phần phấn thừa ra. Thì chúng ta sẽ có một cái make up look nó mịn và nó sạch sẽ hơn. Và tiếp theo, để có một đôi mắt hay mí to tròn và đều hơn, thì mình sẽ sử dụng miếng dán kích mí nha. Có khá là nhiều bạn hỏi mình về tips để dán cái kích mí này, thì mình thực ra là cũng không có tips nào cả, chỉ là mọi người dán quen thì sẽ tự biết được vị trí nào để dán cho phù hợp với cái khuôn mắt của mình. Chỉ có một cái quy tắc chung là đường dán kích mí thì sẽ cần dán cao lên so với mí thật của chúng mình, thì lúc đó mới nâng được mí lên nha. Bây giờ thì sẽ là bước kẹp mi nha. Mình rất thích sử dụng kẹp mi nhựa, bởi vì mình cảm giác là kẹp mi nhựa ấy, thì cái đường cắt này này nó sẽ sắc hơn, nhỏ hơn so với kẹp mi kim loại. Cho nên là khi mà chúng mình sử dụng kẹp mi này thì cá nhân mình cảm thấy hiệu quả nó cao hơn, cong mi và giữ lâu hơn so với kẹp mi thông thường rất nhiều. Thì mọi người có thể tham khảo nhé. Và cho mọi người xem hiệu ứng lông mi của mình sau khi mà đã kẹp mi xong. Đó. Và tiếp theo là đến bước mascara. Thì mình hôm nay sẽ sử dụng mascara của nhà Non Chat nha. Em này thì rất là nổi tiếng rồi, mà giá lại còn rẻ nữa cơ. Khi chuốt mi thì chúng mình cố gắng là chuốt từ gốc trước nha. Đảm bảo là phần gốc được chuốt thật kỹ để mi giữ cong được lâu hơn. Và cho mọi người xem cái hàng mi của mình sau khi đã bấm mi và chốt mascara xong, rất là cong và dài rồi đúng không? Thế nhưng mà mình thấy chưa đủ, mình muốn nó phải ô dề hơn nữa, cho nên là mình sẽ sử dụng dán mi sợi. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ là quét thật đều keo dán mi vào những sợi mi mà mình dự định sẽ sử dụng này. Và mình sẽ không chỉ chuốt ở gốc đâu, mình sẽ chuốt cả phần thân mi nữa, nhưng mà tuyệt đối đừng chuốt ngọn nha. Sau đó chúng mình sẽ sử dụng nhíp nhổ từng sợi mi lên. Tại sao mà mình lại phải chuốt cả phần thân mi? Bởi vì là khi dán ấy thì mình sẽ dán từ dưới lên như thế này. Đó. Và sau đó mình sẽ lấy cái đuôi nhíp mình ấn để cho phần thân mi nó lại dính chắc với mi thật của mình. Đó, mọi người thấy đấy, sợi mi sẽ dài, cong hơn rất nhiều. Và mình sẽ làm tương tự với những sợi còn lại nhé. Đó, cho mọi người xem cái bộ mi của mình sau khi mà đã gắn mi giả sợi vào, nhìn như là mi nồi đúng không? Đó, thế thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục sang bước eyeliner nhé. Đầu tiên là mình sẽ tẩy một đường eyeliner lên basic ở phía đôi mắt như bình thường nhé. Còn đặc biệt thì mắt của mình sẽ bật mí cho mọi người. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong phần eyeliner màu đen rồi. Và điều đặc biệt ngày hôm nay đây, mình sẽ sử dụng một cái eyeliner màu trắng để có thể kẻ thêm một cái line nữa ở bên trên cái màu đen này. Tại vì là mình đi chơi vào đêm Noel thì sẽ cảm giác có tuyết đúng không? Đấy, theo cái tưởng tượng của chúng ta về một đêm Noel sẽ là có tuyết. Thế thì bây giờ mình sẽ kẻ thêm để tạo hiệu ứng như vậy nha. Cho mọi người xem cái eyeliner của mình sau khi đã hoàn thành cả phần trắng và phần đen này. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với phần mi dưới nha. Mình sẽ bắt đầu mi dưới với việc là mở rộng khóe mắt. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đây là cái bột để tán mày á. Mọi người cũng có thể sử dụng một cái phấn mắt đậm cũng được, tông nâu lạnh càng tốt nha. Thì chúng mình sẽ vẽ một đường ở phía đuôi mắt và một đường vẽ ở khu vực bọng mắt. Thì khi đó mắt của chúng mình sẽ được mở to ra hơn rất nhiều. Và để cái nếp mí có thể lộ rõ hơn thì mình sử dụng một cái đầu. Đầu này chuyên để vẽ bọng mắt nha mọi người. Mọi người có thể tìm mua rất dễ ở trên Shopee hoặc là ở trên TikTok Shop vân vân. Đó, thì khi này mí mình
thì đánh cái bút này xong sẽ rất là nổi cái đường mí của mình lên. Và mình đánh cả ở khu vực khóe mắt nữa. Sau đó thì mình chuốt mascara như bình thường thôi. Tiếp theo thì mình sẽ thêm nhũ cho phần bọng mắt dưới để mắt mình trông sáng kiểu rực rỡ bling bling. Và mình đánh cả ở phần đầu mắt nữa nha. Tiếp theo sẽ là tạo khối mũi, mình sử dụng tạo khối của nhà Eclipse. Mọi người lưu ý này, để sống mũi tự nhiên hơn thì mọi người đừng đánh thẳng một đường dọc từ trên xuống dưới mà hãy chia ra làm hai phần như mình. Và mọi người đừng quên phần cánh mũi nha. Khi đó mũi của mọi người nhìn sẽ tự nhiên và trông thon gọn hơn rất nhiều. Tiếp theo thì mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng tạo khối của nhà Eclipse cho phần gò má và xương hàm. Sử dụng một cây cọ khối to hơn cây cọ sống mũi lúc nãy. Và với những bạn mà có phần trán rộng như mình thì mọi người đừng quên là đánh khung xung quanh khu vực trán để mặt mình sẽ cân đối hơn nhé. Tiếp theo, ở bước đánh má thì mình sẽ sử dụng một màu phần má thật là nhạt, tông hồng để có thể đánh ở khu vực má. Và mọi người nhớ này, với make up lúc này thì mình sẽ đánh má cao lên một chút gần mắt nha, để cảm giác lạnh lạnh đáng yêu trẻ trung trong mùa đông á. Và nhớ là thêm một chút phấn má vào đầu mũi để cảm giác là chúng mình đang rất lạnh nhá, và cả ở phần cằm nữa. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái phần má màu cam, tông cam để đánh chèn lên màu hồng, trung hòa lại để cho phần má sẽ match với cái tông make up của mình ngày hôm nay hơn. Mình cũng sẽ đánh qua cả phần sống mũi nữa. Nhìn sẽ trẻ trung hơn rất nhiều. Cho phần highlight thì mình sẽ sử dụng highlighter của nhà Too Faced. Một tip cho mọi người khi đánh highlight sống mũi này, mình cũng sẽ chia ra làm hai phần, đó là gốc mũi và đầu mũi. Khi đó mũi của chúng mình sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, chứ không bị kiểu một cục sáng ở trên giữa mặt đâu ấy. Đó, thì mọi người có thể học cái tip của mình để highlight tự nhiên hơn nhé. Và đây không thể nào mà thiếu được hai viên ngọc trai đính ở hai đầu mắt như thế này, sẽ khiến khuôn mặt của mọi người trông thu hút hơn rất nhiều, đặc biệt hơn nữa. Đối với phần son môi thì mình sử dụng một em son của nhà Tom Ford. Em này là một cái màu MMLB á, kiểu hồng hồng nút nút, nhìn sẽ rất là cưng. Và đây là make up look cuối cùng của mình. Hy vọng rằng gợi ý make up của mình ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người có một cái make up look thật là xinh xắn vào đêm Giáng sinh nhé. Còn bây giờ thì iBeauty chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên những người thân yêu của mình.